Anh Châu có thể là kể lại cái hành trình mà đưa con trai mình đi chữa bệnh Võ Hoàng Yên như thế nào ạ? Hồi đó là anh có nghe qua là người dân á, người ta mách á, là có ông thầy, ông về ông chữa bệnh là nói chung ra là bệnh gì chữa cũng khỏi hết á, bại liệt rồi câm điếc rồi, mà trong khi đó là anh có một đứa con trai của anh á, thì anh mới nghe người ta mách như vậy thì anh mới chở con anh sang đó. Chính anh là người chở sang bên Bình Dương. Là khi chở qua bên Bình Dương á, thì anh chở đúng từ sáng tới chiều thì ông Võ Hoàng Yên ông không có chữa trị đó, thì ông đi đâu á, là anh đi đó. Ông thậm chí ông vô ăn cơm anh cũng vô nữa, là lúc giờ anh rất là mong để ông mình gặp được ông á, để ông chữa trị cho con mình đó. Thì khi mà anh chờ tới chiều luôn á, thì cũng không cho anh gặp được đó, đại tử cũng không cho anh gặp ông thầy đó, cứ phải nằm đợi. Không phải riêng anh mà rất đông người từ ở xe tới. Và ở bên Bình Dương là có một cái trường gọi là trường Nái Thiêu, chuyên gia để mà dạy học cho các em câm điếc đó, thì kéo xe rất là đông. Thì anh có chứng kiến được một hai em mà chữa là ông chỉ đó, ông bóp ở cái hầu này trước. Đầu tiên là ông sẽ bóp vào cái hầu này, xong đầu là ông kêu em đó là sẽ há miệng ra, và ông kéo cái lưỡi ông vặn mấy cái gì đó rất là đau. Xong rồi ông vỗ hai cái tai em đó thật nhiều luôn. Đổ đầu là ông mới nói em là đếm từ 1 cho tới 3 đó, thì em nó cũng không đếm được. Mấy lần như vậy ông sẽ làm lại, mấy lần như vậy thì em nó chỉ ớ ra được mấy tiếng vậy thôi. Còn về nhà thì là không nói được nữa, nó cũng trở lại bình thường. Đó là cái lần đầu tiên anh ở Bình Dương, mà chính ra là con anh chưa chữa được, là anh biết chắc là ông này không thể chữa được đó. Anh đứng coi hết mà không thể chữa được. Cái lần thứ hai nữa là người ta nói là ông về, ông nào á, ông về trên Gia Kiệm đó, trên Gia Kiệm đó. Thì anh cũng không ngờ là ông Võ Hoàng Yên, nếu mà anh gặp ông Võ Hoàng Yên mà anh nghe ông Võ Hoàng Yên thì anh không bao giờ anh đi nữa đó. Thì anh mới chở con anh lên lần nữa, thì lên thì gặp ngay ông Võ Hoàng Yên đó. Anh lên gặp ông một cái, một là thật anh cũng muốn đi về luôn rồi, anh không muốn chữa nữa. Thế thì anh ngồi anh coi, anh vẫn xem hết để ông chữa cho những người già này kia. Thì thật sự ra những người mà bại liệt với này kia thì ông chỉ có mấy cái lọ dầu nhỏ như thế này thôi, nó ngắn nhỏ như vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Đại tử ông cũng vậy, cũng chỉ có mấy cái chai dầu nhỏ này, xong rồi đưa ra sức lên, xong rồi bấm xoa. Còn đến khi mà mấy em mà kiểu như là câm điếc ở xe cũng kéo tới, anh chứng kiến anh coi luôn là không có em nào mà chữa được hết. Xong rồi tới lần của con của anh á, anh vẫn cho vô chữa luôn. Mà trước khi chữa đó, anh mới nói ông Võ Hoàng Yên rằng thầy ơi, là con của tôi nó đếm được từ 1 tới 10 rồi. Đó là chưa chữa đó, là chưa chữa đâu hết, là cũng đếm được từ 1 tới 10 rồi. Thì bà con ở đấy là chứng kiến rất là đông. Ông cũng nói tôi rằng con anh phải chịu hợp tác với tôi thì tôi mới chữa đó. Ông nói tôi một câu vậy đấy. Tôi nói thầy cứ yên trí, con tôi nó cũng lớn rồi, chứ đâu có phải là 5-3 tuổi giống như thầy nói đâu. Nếu 5-3 tuổi là ông không có chữa. Ông nói vậy là không có hợp tác, là khi ông bẻ lưỡi hoặc nó bóp hầu rất đau. Ông nói vậy là không có chữa. Thì tới bên con tôi chữa, tôi nói trước cho ông biết là con của tôi đã như vậy. Đó là chữa, ông chữa xong. Đó là con của tôi á, nó cũng đến từ 1 tới 10 cũng bình thường thôi, còn không nói ra được cái gì khác cả. Ở nhà nó cũng vẫn vậy mà. Còn cái vấn đề về tiền bạc thì đây tôi cũng nói thật sự. Thì tôi nghe là nói là ông này ông chữa không lấy tiền. Đấy, nhưng mà chính tôi ngồi ở đấy từ sáng tới chiều. Ông mặc cái áo, hai cái túi của ông rất là rộng. Nhá, hai cái túi như áo bà ba cái đó, túi rộng lắm. Hai túi rất là rộng. Đó, khi chữa xong là ai cũng phải bỏ phong bì vào túi áo của ông. Là chính mắt tôi thấy chứ không phải là không. Đó, ai chữa cũng phải bỏ phong bì vào áo của ông như vậy đó. Thì tôi cứ nghĩ, tôi bảo là sao người ta bảo là ông này ông chỉ làm việc thiện thôi, ông chỉ chữa thôi chứ ông không lấy tiền của ai bao giờ mà tại sao mà ông hai cái túi áo của ông là phong bì không? Thì theo tôi thật sự ra là Nếu một cộng đồng mà nói vấn đề mà ông Võ Hoàng Yên á, mà tôn ông á, là thật sự tôi không đồng ý. Thật sự hoàn toàn là sai hết. Không có sự thật. Không có sự thật ở trong cái công việc mà ông Yên ông chữa khỏi bệnh cho mọi người là không bao giờ có. Tôi là thật sự luôn là chính tôi đã gặp ông rất nhiều và coi. Nhưng mà tôi cho rằng cái này chỉ là sẹo và lừa đảo chứ còn không bao giờ có. Thật sự nó là như vậy. Như vậy thì sau khi mà con anh được ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh thì về nó có tiến triển gì không hay là vẫn tiệt luôn như thế? Có nghĩa là không có một hiệu quả tiến triển gì em. Con anh nó vẫn bình thường như giống như là chưa chữa vậy. Rất sợ ống luôn. Nhưng mà nó rất là sợ. Nó chữa ống trong về nó sợ lắm. Nó sợ ống luôn đấy. Nó rất sợ. Con anh rất sợ ống. Đó, bây giờ nói chung ra thì anh cũng gửi cháu đi học. Nói chung ra là viết rồi viết với này kia thì cháu nó vẫn bình thường. Nhưng chỉ tội có cái là nó không nghe không nói thôi. Nhưng mà nói với ông Võ Hoàng Yên thì bây giờ con anh nó rất là sợ. Đó, nói đó bây giờ có thể rằng con anh á, nó sẽ học lại y chang ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho nó làm sao. Đó, bóp hầu kéo lưỡi vỗ tai như thế nào, chữa như thế nào. Con anh nó sẽ tả y chang như vậy luôn. Thằng con của anh nó rất là thông minh. Đó, nhưng mà nó rất là sợ ông Võ Hoàng Yên. Anh không hiểu là lý do tại sao vậy. Đau cỡ nào nó cũng chịu được nhưng mà cứ gặp ông Võ Hoàng Yên đây nó mới lần nào nó về nó rất là sợ. Ông là sẹo. Nó còn nói ông nó ghi ra cho anh nó nói là ống sẹo. Đó. Con anh á, nó còn nói ống sẹo. Đó, con anh thật sự nó là câu chuyện là như vậy. Người dân chúng ta khi có bệnh thì mình cần phải gặp thầy thuốc để chữa trị cho con em chúng ta hoặc là không phải là con em chúng ta hoặc tất cả mọi người để khỏe lại trở lại bình thường. Đó, người ta rất là mừng nhưng mà tại sao người ta không làm được mà người ta lại đi lừa gạt những cái vấn đề như vậy. Thật sự là rất tất cả người thân hoặc như là ai cũng vậy, có người thân con em trong gia đình hoặc là người thân chữa trị, người ta cũng mong muốn là gặp ông thần y này để chữa trị cho con người ta hay là chữa trị cho bố mẹ người ta được khỏe mạnh. Không ngờ gặp ông thầy y này, gặp ông thầy y lừa đảo. Tôi rất là mong chính quyền địa phương vào cuộc để điều tra, để làm những cái vấn đề mà cho nó sáng tỏ ra để cho có nghĩa là còn nhiều người cũng thể là cũng nhìn vào mà để làm gương, đừng có lừa gạt chẳng hạn như là dân nghèo hoặc là tất cả mọi người chúng ta để chẳng hạn như là để người dân chúng ta để có một cái cuộc sống nó được bình yên. Đó, tôi rất mong rất muốn chính quyền địa phương vào cuộc điều tra và làm rõ những cái thành phần như vậy. Như vậy thì rằng là việc bà Phương Hằng tố cáo cho rằng Võ Hoàng Yên chữa không bớt bệnh là đúng với cái quan điểm của anh. Đúng chính xác, đúng cái quan điểm của tôi mà chị Hằng chị nói là đúng luôn, là cái tâm lý của tôi là tôi thấy như vậy là đúng. Vâng, rất cảm ơn anh đã có cuộc trao đổi này ạ.